chúng, ngày hôm nay là bài thứ tư là hoạt động của danh sắc, tức là hoạt động của thân tâm, nó hoạt động như thế nào để chúng ta biết chúng ta thực hành. Mấy bữa trước chúng ta đã biết danh là gì, sắc là gì, thân là gì, tâm là gì rồi. Có ai còn thắc mắc ở những bài trước không? Quý vị nghe mà quý vị không có nghe lại á, quý vị sẽ không có thấu đáo được những cái bài sắp tới, tại vì những bài sắp tới đều xây dựng trên căn bản những cái bài cũ. Đừng ỷ lại, sư khuyên đừng ỷ lại là mình đã biết cái đó rồi. Biết theo cái kiểu của quý vị, theo từ chương khác, còn đây sư có mục đích là để hành trì. Cho nên những cái bài đều xây dựng trên cái căn bản để rồi cuối cùng dẫn tới sự hành trì. Mà nếu không nghe lại, tới lúc hành trì quý vị chẳng biết nó là cái gì đâu. Nhiều người đã bị rồi. Nghe thấy thích thú lắm, nó biết rồi, cái đó biết rồi, biết đó, biết từ chương, biết danh chế định, biết là pháp chế định, chứ còn chưa có biết là thực tướng của nó, chưa có biết khi hành trì nó ra làm sao. Nghe tới nghe lui hai ba lần, may ra nghe hai ba lần rồi, may ra thì mới hiểu cái gì trong cái lúc mình hành trì. Nay chúng ta học về hoạt động, chúng ta đã biết danh sắc là gì rồi, thân tâm là gì, ở đâu mà nó có rồi. Nay chúng ta học về cái hoạt động của danh sắc. Mà danh sắc gom lại nó cũng chỉ là một pháp thôi. Con người ta cũng chỉ là một pháp. Thấy thì nó như vậy. Nhưng mà mỗi một sát na nó đều có sinh diệt. Lúc mới sinh ra đó có 2,5 kg. Bây giờ đó là 60 kg. Thế thì cái đứa bé 2,5 kg nó còn hay mất? Sống hay chết? Nó đi đâu rồi? Nếu nó còn thì phải moi ra được. Mà nếu nó chết thì nó đem đi chôn chỗ nào? Đấy, thận trọng. Để biết rằng quá khứ, hiện tại, vị lai không có liên tục. Người ta cứ tưởng là nó liên tục như một dòng sông, không có. Mỗi một sát na là đều một cái mới hết rồi. Khởi sanh rồi diệt, sanh diệt, sanh diệt, các niệm đều sanh diệt liên tục. Không có cái nào giống cái nào hết. Cho nên đừng nghĩ lại là cái đó mình đã biết rồi, mình không cần nghe nữa. Cái biết của mình á, là định kiến. Cái nghe để tiếp tục á, để mà hành trì lại cái khác nữa. Cẩn thận, cố gắng. Sắc chúng ta học rồi, nó có 4 đại trạng, nó chỉ là trạng thái thôi, chứ nó không phải là sắc như là chúng ta vẫn thường hiểu nhầm là cái gì sờ mó được. Nó là trạng thái, cứng mềm nóng lạnh là trạng thái. Những thứ đó không sờ mó được, những thứ đó không sờ mó được, những thứ đó chỉ là mô tả thôi. Và nó đều sanh diệt, và giữa nó với nhau nó đều hoán chuyển được. Vì nó là năng lượng cho nên đều hoán chuyển được. Từ nóng lạnh hoán chuyển thành cứng mềm, từ dính hay rời hoán chuyển cho cứng mềm. Thí dụ như bây giờ chúng ta hít thở vào, mà nếu chúng ta chú tâm, chúng ta sẽ thấy nó có nóng có lạnh. Hơi thở thì nó không nóng lạnh đâu, nhưng mà cái tâm chúng ta khi va chạm nó xúc, nó thọ, cho nên nó sinh ra nóng lạnh. Chú tâm kỹ thì thấy nó nóng, chú tâm kỹ thì thấy nó lạnh. Còn không chú tâm thì thấy cái nào cũng giống cái nào. Tức là tâm phóng dật. Và sắc á, nó không tồn tại tự chính nó, mà nó chỉ là trợ duyên cho cái tâm. Rồi cái tâm á, là cho cái sắc hoạt động. Tâm nó điều cho cái sắc hoạt động. Cho nên á, thân và tâm thực sự nó chỉ là một. Nhưng mà để cho hiểu, để mà có thể tu tập được, đi ra khỏi cái thân và tâm, tức là giải thoát á, thì phải hiểu tâm là gì, thân là gì. Hiểu là danh chế định, hiểu thôi. Hễ bám vào chữ nghĩa là kẹt. Bám vào này là thân tôi là đất nước gió lửa là đều kẹt. Cho nên khi Đức Thế Tôn ngài dạy cho 60 vị, 62 vị đầu tiên á, tăng sĩ, quán thân bất tịnh, thấy thể nhơ nhớp, 32 thể trược, nhờm chán, gớm đó. Và khi nó gớm, các vị đó khởi cái tâm là muốn tự sát.
và một số vị tự sát. Nhưng ngược lại có một số vị không tự sát, không dám tự sát hoặc là run tay nhờ một vị đại đức khác. Nói ông giết giùm tôi đi, cái thân này nó nhơ nhớp, ông giết giùm tôi cúng dường ông cái bình bát để lại. Đấy. Tức là sự hiểu lầm về những điều Phật dạy vẫn có ngay trong thời Phật. Sự hiểu lầm đó ở đâu mà có, chẳng qua nó do cái nghiệp, chuyện đó chúng ta sẽ nói sau, không quan trọng. Cái quan trọng là có sự hiểu lầm để dẫn tới hành sai. Hiểu sai thì hành sai. Mà đệ tử của Đức Phật thì phước vô cùng mới làm đệ tử Đức Phật được, mà còn hiểu sai hành sai, hà huống gì là chúng ta. Cho nên á, văn là nghe nhiều lần, rồi tư, rồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui, coi cái đó trong đó ẩn ý nói cái gì, nghĩa đen nghĩa bóng nói cái gì, nói về thực chất cái gì. Còn nghe mà thoáng thoáng qua coi như là xem cine á, không ích lợi gì đâu, mà mang họa thêm, trở thành tà kiến. Sự chấp thủ đều trở thành tà kiến. Trạch giác chi là một trong cái thất bồ đề phần đó, phải đem ra áp dụng. Sắc có bốn yếu tố đó. Còn danh cũng vậy. Danh hôm trước chúng ta đã thọ tưởng hành thức rồi, nhưng mà bữa nay đó cho quý vị thấy bốn cái đó nó lưu trữ, nó lưu chuyển luôn, thành ra bốn cái tâm: tâm phản ứng, tâm ghi nhận, tâm suy tư và tâm chứa. Tâm chứa thì thực sự ra nó là cái thức. Tâm phản ứng là cái thọ. Ngay lúc thọ đã có thọ lạc, thọ khổ, thì cái tâm nào biết là thọ lạc? Phải có cái tâm mới biết chứ. Còn không có, nó chỉ là cảm giác thôi. Thọ lạc, thọ khổ đều do tâm. Tâm mới nói là tôi khổ quá, thực sự ra đó là cái tâm thấy khổ. Các bậc A-la-hán á, các ngài á, thân không còn dính mắc tới cái tâm, cho nên cái thân vẫn khổ, thân vẫn đau, thân vẫn bệnh, nhưng mà cái tâm nó không có phiền não nữa, nó đã ra rời ra khỏi cái sự dính mắc đó rồi, cho nên nó không có thọ. Thế thì hễ phản ứng liền đó, chitta, tức là khi bên ngoài dao động năm sáu căn sáu trần thì lập tức đều có phản ứng. Mà hễ có phản ứng thì tạo nên một cái cảnh giới. Sống trong cảnh giới đó quen rồi, phản ứng quen rồi, thì sẽ tạo nên cảnh giới và tái lập cho mình một cái danh sắc riêng. Tức là tái lập cho mình một cái cảnh giới và tái lập cho mình một cái sự hiện hữu, để rồi mình ưa thích cái sự hiện hữu đó, rồi tiếp tục tái sanh trong cảnh giới đó. Người ưa thích ăn, thí dụ, người ưa thích ăn mà ưa thích ăn ngon thì sẽ cảm giác dục lạc, thọ nhận cảm giác dục lạc trong cái ăn. Trong cái ăn đó nó gồm có cái gì? Mắt ăn, mũi ăn, miệng ăn. Miệng ăn giỏi lắm, 20% à. Nhưng mà con mắt ăn chứ cái mũi ăn nhiều lắm. Nhất là cái mũi, ngửi cái mùi á là ưa thích. Quân tập để rồi đưa vào trong cái thức và cuối cùng á, có định kiến về những thức ăn. Thức ăn này ngon, thức ăn kia dở, cũng do cái thức mà ra. Các sự rung động đều được mã hóa khi các vật chất va chạm, chẳng qua nó chỉ là những sự rung động sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là những sự rung động từ vật thể bên ngoài, từ cái vật thể bên ngoài với cái năng lượng, cho nên nó tạo ra hai cái tâm, cái tâm bên ngoài, cái tâm bên trong. Tâm bên ngoài lập tức nó phản ứng, tâm bên trong nó phản ứng với cái thức. Nó nhắc là cái món ăn đó là dở, cho nên nhìn thấy là đã có ấn tượng rồi. Mặc dù chưa ăn, nhưng mà nhìn thấy giống vậy là có ấn tượng. Có nhiều người không thích uống nước đá, bỏ một cục nước đá ở trong cái ly á, dầu cái ly á có ngon cách mấy cũng chê, nhìn cái ly đó với một cái ác cảm, vì cái cục nước đá thôi
mà cái ly nước trở thành ra vất đi, trong khi cái cục nước đá nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái ly đó hết, với chất liệu ở trong cái ly đó hết. Nếu cái ly đó không bỏ cục nước đá mà bỏ trong tủ lạnh để 3 tiếng hồ, nó gần đông thành đá rồi, đưa uống thì nó có khác gì nhau đâu. Nhưng vì cái cục nước đá nó nổi lèo bèo đó, tạo nên một cái ấn tượng. Và cái ấn tượng đó do đâu mà có? Do tàng thức, tức là do cái thức ngủ ngầm, tiềm thức nó ngủ ngầm, nó chứa đựng những cái thông tin. Làm sao nó chứa đựng được? Trước hết nó phải xúc, tức là nó phải thông qua 5-6 căn. Thực sự có 5 căn với ý thôi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 5. Và ý thì nó nương vào 5 căn đó nó mới sinh ra ý. Con mắt có cái ý cho nên muốn nhìn cái này, muốn nhìn cái kia. Không muốn nhìn cái này, không muốn nhìn cái kia. Tai cũng vậy, nó có ý, ý căn của tai cho nên nó muốn nghe cái này mà nó không muốn nghe cái kia. Người tu chỉ muốn nghe kinh sách, mà người trẻ mà ca nhạc nó thích nghe nhạc rock, nhạc nhảy đầm. Mỗi một người nó có một cái ưa thích, và cái ưa thích từ đâu mà ra? Ưa thích đó đều do những sự rung động từ sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp tiếp xúc với 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi lưu trữ những cái thông tin đó vào trong cái thức. Khi lưu trữ vào trong cái thức thì nó mã hóa, mã hóa để đặt tên. Tên đó là như thế, như thế. Và khi có đặt tên là lúc nào cũng có cảm giác, rồi từ cảm giác đưa tới cảm thọ, là thương hay ghét. Con sâu róm thì nó là con sâu róm, nó sinh ra là con sâu róm thì nó phải là con sâu róm. Mãi là con sâu róm thì nó phải có lông, và nó bò ngó ghê gớm. Tại sao mình thấy nó ghê? Tại vì con mắt mình thấy nó ghê, chứ không phải nó không có ghê gì hết, nó cũng là một sinh linh. Con gián là gì? Con gián cũng là một sinh linh thôi, hoàn toàn nó sạch sẽ. Con gián rất là sạch, nó cũng như sinh linh như chúng ta thôi, chẳng có gì khác. Nó cũng ăn rồi nó cũng bài tiết. Nhưng tại sao chúng ta thấy nó ghê? Tại vì chúng ta có cái ấn tượng con gián thường thường bò vào cầu tiêu, cho nên cái ấn tượng nó đi theo con gián. Hãy nhìn thấy con gián là lập tức ta nghĩ tới cái cầu tiêu là dơ giấy. Ấn tượng nó gọi là định kiến, truyền từ bao nhiêu đời rồi. Lúc sinh ra cho tới bây giờ nó đều có những cái ấn tượng, và những ấn tượng nó không có suy tư, không có như lý tắc ý, đúng pháp, cho nên gọi là tà kiến. Ấn tượng gọi là tà kiến. Khi ngồi thiền, chúng ta cái gì nó sinh ra tới thân chúng ta phải biết. Thân này là sắc, là tứ đại, điều khiển bởi bốn uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Thì chúng ta phải biết cái gì nó sinh và cái gì là cái gì, chứ không thể lẫn lộn. Thí dụ ngồi lâu nó đau mông, cái đau á mà khi cái mông nó chạm dưới đất á, nó lâu nó đau thì đó là cảm giác. Nhưng mà thấy nó đau khổ chịu không được thì đó là khổ, thọ khổ, tức là nó chuyển từ cảm giác thành cảm thọ. Rồi từ cảm thọ nó phát sinh thêm một cái nữa, nếu ngồi lâu quá sự chịu đựng có giới hạn, tâm sân phát sinh. Mà tâm sân phát sinh thì là tiếp tục củi thêm, lửa cháy tiếp, vòng sanh tử tiếp tục. Chúng ta tu cái gì đây? Tụng kinh à, gõ mõ à, ngồi thiền à, bố thí à, trì giới à. Những thứ đó chỉ làm cho hương hoa cuộc đời thêm tươi đẹp, không đưa tới sự giải thoát rốt ráo. Muốn giải thoát rốt ráo, Phật dạy rất rõ. Phật nói Như Lai tu ba A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Tại sao nói bốn, nói hai? A Tăng kỳ là tiếng rợ hồ, A Tăng kỳ có nghĩa là vô lượng vô số. Mà tại sao nói ba? Ba đó chính là tham sân si. Ngài tu tham sân si trở thành vô tham, vô sân, vô si cho nên thành Phật. Chứ Ngài không có tu thiền, Ngài không có tu gõ mõ tụng kinh, Ngài không có xây chùa,
Ngài không có in kinh, Ngài không có đi làm từ thiện. Tại vì những thứ đó là pháp hữu vi, chỉ được phước mà không có đưa tới giải thoát. Khi Ngài quyết tâm đi tu, Ngài gặp hai vị thầy, và Ngài đã tu thiền cho tới phi phi tưởng xứ, tức là bất định. Nhưng Ngài đã quán chiếu, Ngài thấy rằng ngay cả bất định cũng không đưa tới sự giải thoát. Cho nên chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải hiểu nó có sanh tọa hay không. Chứ không phải ngồi thiền rồi á, nó được khinh an, và chúng ta nói nó vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đức Phật tới bát thiền, phi vi tưởng xứ, mà Ngài còn bỏ. Để Bà Đạt Đa tu định tới bát thiền, được năm thần thông, cũng vẫn rớt vào địa ngục. Vì không thấy được tham sân si, không lìa được tham sân si. Đức Phật chỉ có tu tham sân si thôi. Trong kinh Tương Ưng phẩm một pháp, Đức Thế Tôn nói rất rõ: này các hiền giả, khi tham nó sanh biết nó sanh, khi tham nó diệt sanh biết sanh nó sanh, khi diệt biết nó diệt. Quý vị ngồi thiền mà quý vị tham thiền, muốn ngồi cho nhiều để cho nó mau chứng đắc, tức là mong cầu, mãi cầu thì bất đắc khổ, rớt vào tứ diệu đế. Mong cầu thì không bao giờ có, tại vì mong cầu làm sao để chứng quả tứ đà hoàn thì phải hiểu tứ đà hoàn là gì. Tứ đà hoàn không phải là cái ngôi, cái ngai để rồi chúng ta tu, hay là cái bằng cấp chúng ta tu rồi chúng ta được. Tứ đà hoàn là ly tham ly dục. Ly tham tức là không muốn nữa, ly dục, ly ác pháp, tức là các cái bất thiện pháp đều không dính mắc. Nó chỉ có thế thôi, không có tham muốn cái gì. Còn hết tham thiền thì cũng rớt vào, tham tụng kinh cũng rớt. Được phước chứ không phải được phước đâu. Được phước, tất cả đều được phước. Tu cái gì cũng được phước, nhưng mà sanh tử luân hồi thì không hết, tiếp tục tái sinh ở lại cõi này. Điều nguy hiểm của tái sinh là gì, của sanh tử là gì? Thứ nhất, không biết lúc nào chết. Thứ nhì, chết rồi thành cái gì không biết. Hai điều đó tối nguy hiểm. Có thể chút xíu nữa đây chúng ta chết, động đất chết hết, hoặc là một người trúng gió chết, biệt nghiệp và cộng nghiệp. Động đất là cộng nghiệp cùng chết một lúc ở một chỗ, còn biệt nghiệp là người đó, chỉ có người đó chết thôi. Máy bay á, thiếu gì những trường hợp máy bay nó rớt xuống, trên đó 222 người, 221 người chết, con đứa bé mấy tháng nó không chết, nó ở trong cái vỏ nó văng ra ngoài nó không chết. Đáng lẽ ra rớt xuống là nó phải chết, nhưng mà nó không có cộng nghiệp cho nên nó không chết. Thì chúng ta phải hiểu sanh tử là hệ trọng, tại vì không biết lúc nào chúng ta chết. Có ai dám bảo đảm rằng chút xíu nữa mình còn sống không? Có ai dám bảo đảm là trưa nay con sẽ ăn trưa không? Không ai dám bảo đảm hết đó. Chút xíu bước ra rồi hắt hơi một cái đi luôn. Thiếu gì những người chết trong cầu tiêu, chết ngoài đường, chết đứng, chết ngồi, chết nằm, chết trong lúc tắm, chết trong lúc đi toilet, chết trong lúc đi ngủ, chết trong lúc bệnh, chết trong lúc mạnh khỏe, rất là mạnh khỏe, bước bước cũng chết. Cho nên không thể nào ta nói rằng ta còn sống 30 năm nữa, 40 năm nữa, đó là ảo tưởng. Phải hiểu rõ như vậy để mà tu. Còn nếu ta nói rằng còn 30-40 năm nữa con mới chết, tu không có nổi, tức là chưa nhàm chán sanh tử. Chưa nhàm chán sanh tử thì còn tiếp tục sanh tử. Cái gì mình ưa thích mình sẽ làm nữa. Người ưa thích nấu bếp thì sẽ tiếp tục kiếp sau sanh ra để làm nấu bếp. Mà thiếu phước thì sao? Thiếu phước nhiều lúc đó, làm cái con gì ở trong nhà bếp đó, chờ chưa chắc đã được nấu. Nếu thiếu phước, có thể là con mèo chờ ta nấu ta quăng cho ăn, hay là con chó người ta nấu xong người ta quăng cho ăn, ngửi cái mùi. Sanh tử là vậy. Rất nhiều vị chỉ đam mê sắc thân hương vị xúc pháp mà đầu thai trong cảnh khổ. Trong kinh Pháp Cú
Có một câu chuyện, một vị đại đệ tử của Đức Phật, vị đệ tử của Đức Phật mà được làm đệ tử Đức Phật là phước vô cùng quý vị. Được làm người đã khó rồi mà lại làm được đệ tử của Đức Phật lúc Đức Phật còn sống lại càng khó hơn nữa. Chúng ta thiếu phước, chúng ta đâu có được làm đệ tử của Ngài. Thế mà ông đó, ông chỉ vì mê cái áo cà sa, bà chị ruột cúng dường một cái áo cà sa mà ông chưa mặc kịp rồi ông chết. Mà vì ông thích áo cà sa đó bằng lụa, cho nên khi chết thần thức lập tức đầu thai làm con rận bò trong áo cà sa đó 7 ngày. Đức Phật xuống nói 7 ngày sau con rận nó sẽ chết. Theo cái luật của Đức Phật, khi một vị tăng chết thì y áo phải cắt ra hết, chia cho nhau, để ông đó ông không còn mến cái áo mà ông quay lại. Đệ tử của Đức Phật mà chỉ vì mê cái áo cà sa mà đầu thai làm con rận đó không? Chắc chắn là không. Mà hàng ngày chúng ta đều rong ruổi sắc thinh hương vị xúc pháp, nào ăn nào ngủ, nào chơi nào vui, nào vợ nào chồng nào nhà nào cửa, nào áo nào quần. Thế rồi chúng ta sanh ra, chúng ta chết thì chúng ta sanh ra cái cảnh giới nào? Ưa thích cảnh giới nào thì nó đi vào trong cái thức, thông qua năm căn tạo nên sự xúc, rồi cho nên sinh ra các cái tâm nó phản ứng. Mà đưa vào trong thức thì nó ghi nhớ, ghi nhớ cảnh giới, ghi nhớ tạo nên cảnh giới, và nó hiện tướng lên, cho nên khởi lên ưa thích hay ghét. Nó chỉ có hai cái thôi, thích hoặc ghét. Thích là tham, ghét là sân. Hai cái tham sân đó nó xoay vòng vòng đưa tới tạo nên nghiệp, và nghiệp dẫn chúng sanh vào sanh tử luân hồi. Ưa thích hay ghét chính là nghiệp, hai mặt của đồng tiền. Và làm sao có ưa thích? Tại vì không huân tu, cho nên cứ luôn luôn tác ý, gặp một vật là khởi lên thích hoặc ghét. Thô hoặc tế thôi, vi tế thì không thấy được, tưởng là mình không có tác ý, thực sự mình đang có tác ý, đang thích lắm. Ngồi thiền mà thấy nó khinh an, là cảm thấy khoan khoái, đó là vi tế đó, đó là tham thiền. Tham thiền thì kiếp sau thành ông sư tiếp tục ngồi thiền nữa, cho tới khi nào liễu ngộ, tham sân si có sanh khởi hay không thì lúc đó mới chấm dứt. Còn nếu thiếu phước, giỏi lắm là làm con cóc, nó cóc nó cũng ngồi hoài. Hay làm con khỉ, con khỉ chắc chắn không ngồi rồi, nó nhảy tưng tưng. Cho nên tu hành chúng ta phải hiểu rất rõ. Đức Thế Tôn có dạy, kẻ nào tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Phỉ báng Như Lai thì chắc chắn là khổ thôi. Thế thì tin Phật thì phải hiểu Phật. Phật dạy cái gì? Tu cái tham sân si, chứ không phải tu chùa, tu nhà, hay là tu giường, tu chiếu, tu áo, tu quần, tu cái đầu trọc, hay tu cái áo cà sa. Những thứ đó là chỉ được phước thôi, mà phước đó gọi là phước hữu lậu. Hết phước rồi thì chư thiên cũng rớt xuống làm côn trùng, hà huống gì là người thường. Quý vị không đảm bảo được rằng quý vị còn sống trưa nay hay là tối nay, nhưng mà bảo ráng tu đi thì nó con biết rồi, để thông thả con sắp xếp công chuyện nhà con mới tu, mà bây giờ con chưa xong. Nếu đêm nay 10 giờ kính thưa chư vị, ông thần chết lại gõ cửa quý vị đem quý vị đi, quý vị có thể thương lượng với ông thần chết không? Nói với ông thần chết rằng: này ông thần chết, chờ đấy đi, tôi thu xếp nhà của tôi, thu xếp vợ con tôi, rồi tôi mới đi theo ông. Có ai có khả năng nói với ông thần chết như vậy không? Nó khoan khoan đã, tôi khoan đi với ông, tôi còn vợ, còn con, còn nhà, còn cửa nhà tôi chưa xây xong, con tôi chưa lớn, rồi vợ tôi nó đang đau, để tôi lo hết mọi việc rồi tôi mới đi theo ông. Có vị nào có khả năng nói với ông thần chết điều đó không? Đức Phật đã nói không thể làm chủ ông thần chết được. Chính Ngài Đức Thế Tôn, Ngài cũng chết. Chỉ có điều Ngài tu tập, Ngài biết trước lúc nào chết thôi. Còn chúng ta đó mê mê mờ mờ là tham sân si qua sắc thinh hương vị xúc pháp, chúng ta mê mẩn ở trong đấy, cho nên chúng ta chẳng biết lúc nào chúng ta chết. Và điều nguy hiểm thứ nhì nữa,
cộng với cái điều không biết lúc nào mình chết, là khi mình chết rồi mình thành cái con gì mình không biết. Quý vị có ai biết trước là mình sẽ thành cái gì không? Tham sân si đầy đủ, phiền não còn nhiều, ham muốn còn nhiều. Nhà này của tôi, thân này của tôi, con này của tôi, chiếc xe này của tôi, ý kiến này của tôi, cái gì cũng có của tôi hết. Thì cái của tôi nó tạo nên cái ngã. Mà hễ có ngã thì có định kiến, có tác hành, thành thử ra sẽ tạo nên cảnh giới. Cái ngã này thích sống trong cảnh giới này, cái ngã kia thích sống trong cảnh giới kia, không có cái ngã nào giống ngã nào hết. Cũng đi tu với nhau, nhưng có người á thì nôn nóng, con ráng con nghe hết bài giảng rồi con đi về con nấu cơm cho vợ con nó ăn, hay là nấu cơm cho chồng con nó ăn. Cái tâm nó không có buông xả được, cái tâm nó còn dính mắc, tức là nó sống ở trong cảnh giới của dục lạc. Mà sống trong cảnh giới dục lạc thì sao thưa chư vị? Thì tái sanh vào cảnh giới dục lạc thôi. Sống sao chết vậy. Đức Phật nói cây lúc sống nghiêng về hướng nào thì khi chết nó sẽ đổ theo hướng đó. Quân tập nhớ cái này nhớ cái kia thì khi chết sẽ đi về cảnh giới đó, cảnh giới dục lạc. Tham thiền thì sao? Tham thiền nó bây giờ con đóng tai đóng mắt đóng mũi, con ưa thích thiền vì thiền tạo cho con cái khinh an hỷ lạc, cái đó cũng là chết. Tại sao vậy? Tại vì hễ tham thiền thì còn tham, mà khinh an hỷ lạc là pháp, là luôn luôn sanh diệt, nó có thực đâu, lúc nào nó cũng sanh diệt. Chúng ta học tới giờ này rồi chúng ta đều biết câu khẩu quyết nè, không một pháp nào tồn tại, luôn luôn phải nhớ như vậy. Trong tâm chúng ta không một pháp nào tồn tại, trong thân chúng ta không một pháp nào tồn tại. Hằng giờ hằng từng sát na tâm đều thay đổi, hằng từng sát na máu đều thay đổi, ruột gan đều thay đổi hết. Hồi xưa lúc quý vị mới sinh ra 3 kg, bữa nay là 60 kg, vậy cái thằng bé 2 kg 3 kg nó nằm đâu rồi? Nó sống hay chết? Nếu nó chết thì chỉ coi chỗ nào. Mà tại sao bây giờ không thấy nó? Bây giờ là 60 kg. Cho nên tất cả các pháp đều sanh diệt trong từng sát na. Máu chúng ta khoa học nó đã chứng minh trong 21 ngày hoàn toàn là máu mới, không còn máu cũ, không còn một chút xíu máu cũ nào hết. Cho nên nếu quý vị biết cách dưỡng sinh, ăn uống thanh lọc cơ thể, 21 ngày hoàn toàn là máu mới. Ăn chay, không ăn mặn nữa, không ăn thịt cá nữa, 21 ngày quý vị sẽ thay máu hoàn toàn, không còn chút xíu gì hết. Mà máu là cái gì? Máu là sự vận hành của năng lượng và vật thể ở trong cơ thể chúng ta tạo nên sự tồn tại của pháp. Thân là một pháp. Muốn cho cái thân thanh tịnh thì tâm phải điều tiết nó, và cái thân cũng phải điều tiết nó. Ăn uống ngủ nghỉ cũng phải điều tiết nó. Con người ta sinh tồn chỉ có 2 cái thôi thưa chư vị, ăn và ngủ, chẳng có cái gì khác hết. Ăn và ngủ thôi, nhưng mà đó là hệ lụy cả cuộc đời. Ăn cái gì, ăn như thế nào, ăn ở chỗ nào. Ăn ở nhà hàng 5 sao cảm thấy nó ngon hơn là ăn ở cái nhà bếp của tuệ tâm. Mặc dù rau cũng là rau, luộc giống nhau, nhưng mà ở nhà hàng 5 sao thấy nó sướng lắm, ăn thấy nó sướng. Mà ăn á nhà hàng tuệ, ăn ở nhà bếp tuệ tâm thì không sướng, tại vì nó không phải 5 sao. Thế thì chúng ta tự gạt chúng ta, tự dối gạt chúng ta, và chúng ta sống trong ảo giác đó, gọi là cảm giác dục lạc, chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp. Mà hãy chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp, tâm sanh khởi luyến ái, thì đương nhiên tiếp tục tái sanh về cõi dục lạc này. Tức là cái cõi này nè, cái cõi có cảm giác, có nhận biết, có khổ, có lạc. Còn sanh là cái con gì thì chưa biết. Con người thì 2 chân, con gà nó cũng 2 chân vậy. Có nhiều người nói với sư á, con không sanh làm 4 chân đâu, con sanh làm 2 chân. Nhưng mà nó quên là con gà cũng 2 chân vậy. Không, đâu phải con gà 4 chân đâu. Cho nên nó lầm. Nó nói sư cứ nói là con người mà không tu là sanh làm 4 chân 8 chân. Con kiếp sau con nguyện con sanh 2 chân, mà nó quên là con gà cũng 2 chân.
không? Quên một điều to lớn, một điều nguy hại vô cùng. Thế thì cái gì làm cho mình á, lìa bỏ được cái nguy hiểm để tái sanh? Là cái nhàm chán sanh tử. Ta phải nhàm chán sanh tử thì ta mới đi luôn. Nếu ta còn ưa thích bất cứ cái gì, ta cũng còn quay trở lại. Ưa thích các thứ, nhà cửa, vợ chồng, đất đai, tiền bạc, tiếng khen, tiếng chê, quyền lực đều được quy lại chỉ có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Và các thứ đó nếu nói theo khoa học chỉ là những sự rung động khi sáu căn va chạm với sáu trần, tức là xúc, sánh, sinh, thọ. Chẳng có cái gì khác hết á. Hãy có xúc, sáu căn, năm căn mắt tai mũi lưỡi cộng với cái ý, mà nếu có xúc, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp nó va chạm thì lập tức nó sinh ra cái ý, và cái ý này nó sẽ khởi ra cái pháp. Quý vị không tin phải không? Hồi lúc quý vị chưa vào trong thiền viện, quý vị đi như gió, chạy ăn như ngựa, nhưng mà vào rồi thay đổi đi chậm lại, ăn từ tốn. Cái gì làm cho quý vị thay đổi? Vì cảnh giới nè, năm căn sáu căn va chạm với sáu trần, cho nên nó xúc nhìn thấy, cho nên nó khởi lên cái ý, rồi á mới ra cái pháp, tức là pháp phải đi từ tốn. Cũng cái pháp này, Nguyễn Thị A ở ngoài đường chưa vào trong thiền viện, chạy như ngựa, nói năng thô lỗ, ăn uống thô tục, nhưng mà cũng cái pháp đó đi vào trong này, ăn uống nhỏ nhẹ, nói năng đàng hoàng. Cũng con người đấy chứ con người nào khác, nhưng mà nó là cái pháp khác rồi. Sự hiển lộ của pháp khác, tại vì tác ý khác, vì có xúc khác. Xúc gì? Xúc cảnh giới nè, mọi người đều như vậy. Thế thì năm căn cộng với cái ý, khi nó xúc thì nó có một cái gọi là vô tâm hoặc hữu tâm, xúc vô tâm hoặc xúc hữu tâm. Khi nó va chạm, vô tâm tức là theo thói quen, nhìn là có thương ghét liền theo thói quen. Nhưng mà hữu tâm tức là có suy tư, suy tư. Con chó nó chạy vào, mình thấy mình vô tâm, mình nói chỗ này ta đang, nhà ngươi đang, người ta đang ngồi thiền, nhà ngươi chạy vào đây sủa tùm sùm, làm sao người ta ngồi thiền được? Thì khởi cái tâm gì? Tâm ghét, tức là tâm sân, thấy không? Là vô tâm phản ứng theo thói quen. Phản ứng theo thói quen, thói quen là gì? Chính là nghiệp. Pháp này chính là nghiệp. Cái thân và tâm của chúng ta chính là nghiệp, mà chúng ta phản ứng một cách vô tâm, xúc vô tâm, tức là nên nghiệp. Nghiệp cũ tạo cho, kích động cho cái nghiệp mới. Nghiệp cũ không giống nghiệp mới đâu. Chưa uống ly cà phê có cục nước đá, từ xưa đến giờ uống cục nước đá vô bị đau bụng, cho nên bây giờ nhìn thấy ấn tượng, thấy có cục nước đá trong ly cà phê thì khởi tâm ghét luôn cả ly cà phê. Ghét ai? Ghét cả tông chi họ hàng. Là cái câu này. Thương ai? Thương cả đường đi. Mà ghét ai? Ghét cả tông chi họ hàng. Ghét tới mức mà ghét cả con đường nó đi nữa cũng còn ghét nữa. Cái tâm nó như vậy đó. Người nào mà bên người đó ghét luôn, không? Chùa này của tôi, chùa kia không phải của tôi, Phật tử chùa này đi sang chùa kia là cũng có ganh tị, ganh ghét. Tại sao vậy? Thân này còn là giả, pháp này biến dịch, không có tồn tại, hà cớ gì mà chấp thủ dữ vậy? Chấp vào cái thân. Thế thì cái xúc này á, vô tâm, tức là do nghiệp. Mấy do nghiệp thì đi theo nghiệp, chúng sanh đi, đi theo nghiệp, tiếp tục tái sanh. Còn hữu tâm tức là cái gì? Tức là có suy tư, có nhận biết bằng tri kiến, rồi bằng tuệ giác, chánh niệm, tỉnh giác thì biết rất rõ các sự biến đổi ở, các sự thay đổi ở trong nội tâm đều do xúc và thọ. Xúc thì thọ, thọ cho nên sanh ra ý. Trong cái ý này, Đức Phật dạy rất rõ đối với người sơ cơ là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Như lý tác ý là những cái pháp nào bất thiện, nếu mà như lý tác ý nó sẽ mất. Những pháp nào
bất thiện chưa sanh như lý tác ý, nó sẽ không sanh ra. Phi như lý tác ý là pháp bất thiện, nó sẽ sanh. Pháp bất thiện đang sanh, nó sẽ tăng trưởng. Đó là phi như lý tác ý. Thế thì như lý tác ý hay phi như lý tác ý đều tạo nên sóng, đều tạo nên sự dao động, vibration. Mới tạo nên sự dao động thì pháp sanh. Có ý thì có pháp sanh. Tại vì Đức Phật dạy rất rõ, các pháp do duyên sanh. Mà duyên á, là do ý, ý mới tạo nên, nên duyên. Cho nên ý sanh duyên thì duyên sanh sanh pháp, pháp lại hiện hữu. Vào trong này tự nhiên sửa tướng đi, sửa tướng đi được có nhiều vị á, soi gương coi mình sửa đúng hay chưa, à, đi tắm cái đứng ẹo qua ẹo lại, cái đó cũng là nghiệp. Tại vì còn quý, quý thân. Thế còn quý cái thân thì á, là còn sửa tướng. Sửa tướng thì là như lý tác ý, phi như lý tác ý. Ở cái chỗ này là duyên tạo nên, nên pháp. Và hễ có tạo nên pháp rồi thì đương nhiên là bị ảnh hưởng nơi, nơi danh. Là bốn cái tâm này nè, tâm phản ứng. Hễ có pháp thì có tâm, tâm phản ứng. Để rồi á, ngồi thiền lâu quá dường như có hào quang, ngồi thiền lâu quá dường như được khinh an, ngồi thiền lâu quá cảm thấy thoải mái hơn là không ngồi thiền. Cho nên sanh tâm tham thiền. Mãi tham thiền thì rớt vào chữ tham, là thích, muốn thèm. Nghe một tiếng động khởi tâm lên bất mãn, tôi đang ngồi thiền, làm cho mất cái giấc thiền của tôi. Tức là tâm, tâm sân, thấy không? Tham sân liên tục, chứ không phải ngồi thiền mà tốt đâu. Phải hiểu được, chúng ta muốn tu thoát ly sanh tử là tu cái tham, cái sân, cái si, chứ không phải tu cái ngồi thiền hay không ngồi thiền. Không phải tụng kinh, không phải gõ mõ, không phải in kinh, không phải xây chùa. Hồi thời Phật, Phật không có làm mấy chuyện đó. Phật không có in kinh, Phật truyền khẩu thôi, thấy không? Phật không có xây chùa, cư sĩ xây cúng dường, rồi Phật tới hoằng pháp rồi Phật đi. Ngay cả như vườn kỳ viên xây thật đẹp, Đức Phật cũng chỉ ở đó an cư có 3 tháng thôi. Còn nhiều ngài cũng chân trần, chân đất rồi đầu trần đi ra ngoài hoằng pháp. Ngài không có ở cái chỗ xinh đẹp. Bây giờ người ta cất cái chùa cho lớn, người ta để ông Phật lên thật cao, chứ ngài đâu có muốn ngồi cao, ngài ngồi dưới đất không à. Chúng ta phải hiểu rất rõ cái thực tướng nó như vậy. Cho nên mê mờ thì là phi như lý tác ý. Ưa thích ở trong chùa mới ngồi được, ngồi ngoài gốc cây không ngồi được là phi như lý tác ý. Sự nào phân biệt, cái gì phân biệt để mà ngồi gốc cây khác với ngồi trong chùa khác? Tâm đó tâm phân biệt, tâm so đo, tức là tâm, tâm ma. Sống theo tâm ma thì chết thành ma. Con người ta sinh tồn nó chỉ có ăn với ngủ. Ăn đĩa rau muống ở trong tuệ tâm thì nó cũng giống như đĩa rau muống ở ngoài nhà hàng năm sao. Mà chưa chắc nhà hàng năm sao đã được sạch sẽ bằng ở đây. Đây không có hóa chất nè, không có thuốc nè, rất là ngon, bổ dưỡng. Trong khi nhà hàng năm sao nhiều lúc nó mua nó xịt thuốc, rồi là nó xào nấu các hóa chất, bột ngọt đủ các thứ, ăn vô thêm bệnh. Nhưng mà ăn nhà hàng năm sao vẫn sướng hơn. Tại sao sướng? Tại vì con mắt nó sướng, cái lỗ tai nó sướng, người ta khen. Rồi chụp cái hình gửi lên Facebook, tôi đang ăn ở nhà hàng năm sao, chú cha bạn bè nói ồ tuyệt vời. Tức là ưa thích được người ta khen, khen và chê. Tám ngọn gió đời làm cho chúng ta điên đảo, chỉ có bấy nhiêu thôi. Thế thì khi xúc, nó có vô tâm và hữu tâm. Hữu tâm tức là có suy luận, có nhận biết, rồi có phân biệt. Ngay cả cái ý cũng vậy, như lý tác ý, phi như lý tác ý đều tạo nên, nên sóng, đều tạo nên vibration, đều tạo nên sự rung động và tạo nên duyên cho pháp sanh. Cho nên người mới tu thì mới nói là như lý tác ý, để tránh cái phi như lý tác ý. Ở trong kinh Đức Phật có đưa ra cái thí dụ. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật đưa cái thí dụ là ở bên Ấn Độ đó, người ta thường thường người ta làm hai cái cây đòn kèo á, rồi người ta có cây chốt,
mà cây chốt đó nó không phải bằng sắt mà nó bằng gỗ luôn. Người ta đào một cái lỗ chính giữa rồi ta có một cái cây tròn, ta đóng nó vào, nó giữ hai cái cây kèo á, làm cái mái nhà. Lâu ngày cái cây đó phải mục, làm sao thay à, thì cái người thợ nó làm một cái cây giống y như vậy và để ngay cái chỗ đó nó đóng vào, thì cái cây cũ á, nó chạy ra và cây mới nó chạy vào. Cái chốt á, chốt mới nó chạy vào. Quý vị hình dung ra không? Hai cái kèo á, nó có cái lỗ, nó đóng cái cây chốt ngang. Điều đó nói lên cái gì? Như lý tác ý là lấy cái pháp thiện để đẩy cái pháp bất thiện ra. Tất cả những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình, khi mình ngồi thiền, mình dùng cái pháp thiện để mình đẩy nó ra. Nói theo trần gian, thông thường, cõi dục lạc, pháp thiện là gì? Bố thí nè, cúng dường nè, ăn chay nè, tụng kinh. Nhưng người tu thiền học, cái đó chỉ là cái khởi đầu để khuyến khích người ta vào đạo thôi. Hễ còn như lý tác ý hay là phi như lý tác ý là đều có vọng. Sống, mà có sống là còn sanh tử luân hồi. Có phước thì quay trở lại để hưởng cái phước. Nhưng mà phải quay lại tại vì còn ý. Chừng nào ý không còn nữa, làm thông dong tự tại mới thoát. Đấy, còn ý, còn duyên thì còn pháp, còn tái sanh. Nguyên tắc nó rõ ràng như vậy. Cho nên làm tất cả mọi việc không khởi lên một ý. Ý khởi lên biết ý này vừa phát sanh thì lập tức nó diệt. Tại vì nguyên tắc không một pháp nào tồn tại. Sát đa sinh diệt. Nếu chúng ta sinh diệt là chúng ta tiếp tục mê mẩn ở trong cõi dục lạc. Cõi dục lạc gồm có gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nói theo ngôn ngữ bình dân là có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có tài sản, có quyền lực, có nhà, có cửa, có xe hơi. Nhưng mà những thứ đó khởi đầu nó là một đống rác, chẳng có là cái gì cả. Một cái cục sắt ở dưới mỏ ta đem lên, rồi người ta nấu cho chảy thành miếng tôn, người ta dập nó lên thành cái khuôn, làm thành chiếc xe. Khởi đầu của nó không có gì hết. Cũng như thế, một bức tượng cao 20 thước bằng đá, khởi đầu của nó là cái gì? Một cục đá. Có người nào đó tác ý, khởi lên cái ý muốn làm tượng, mà làm kiểu đào, rồi mới vẽ ra, rồi mới nói ông thợ đó lấy cưa đục đẽo làm sao cho nó ra cái hình này. Tức là đầu tiên phải có ý, cho nên là cái ý nó mới sinh ra cái pháp. Pháp là bức tượng à. Phải có cái ý trước. Có cái ý muốn ăn cái gì thì nhà bếp mới đi mua đồ, rồi về mới xào nấu. Bây giờ nói nhà bếp, ông đi nấu đi. Nhà bếp hỏi: sư ơi, trưa nay sư muốn ăn gì? Đặng con nấu. Chứ giờ nói nấu đi, biết nấu cái gì? Biết nấu cái gì? Phải hỏi: sư ơi, trưa nay đại chúng ăn cái gì? Rồi mới căn cứ. Nói thí dụ nó canh chua, à phải mua cái này, 3-4 thứ. Tức là phải có cái ý trước. Mà hễ có tác ý là não nó vận động. Hễ não nó vận động thì chuyện gì xảy ra? Thọ, tưởng, hành, thức xoay quanh đây. Và hễ cái tâm á, mà nó dao động thì lập tức nó có 4 cái tâm. Và 4 cái tâm này sẽ đẻ ra 4 cái hình tướng khác nhau, 4 cảnh giới khác nhau và 4 cái mạng khác nhau. Thí dụ tâm phản ứng, tức là citta, khi nghe phản ứng liền. Phản ứng gì? Thương ghét à, mắt nhìn thương ghét. Thương ghét là tham sân à, đơn giản vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình nhìn, mình nghe ta khen là mình thích, đó là tham. Ngửi cũng vậy, ngửi cái mùi mình ưa thích, hàng ngày mình huân tập nên tạo nên cái cảnh giới. Mà có cảnh giới thì có hiện tướng, tại vì thân tâm nó hòa nhập với đó. Cho nên trong bát chánh đạo mới nói là chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ,
Ba cái đó nó hòa trong cảnh giới này. Chánh ngữ tại sao nó nằm trong cảnh giới này? Tại vì khi nó phản ứng, cái tâm này nó phản ứng, nó quen, nó thuần thục, cho nên nó tạo nên cảnh giới. Đối với nó, cảnh giới biệt nghiệp khác với cảnh giới cộng nghiệp. Ở trong đây có bao nhiêu người, mỗi một người có cảnh giới khác, và trong những cảnh giới này có một cảnh giới chung. Cảnh giới chung là cảnh giới tuệ tâm, nhưng mà cảnh giới từng vị hành giả là cảnh giới khác nhau. Có người chịu nghe mà nghe hoan hỷ và chú tâm học nó khác. Còn có vị ngồi miễn cưỡng, thấy lạ quá ngồi nghe vậy thôi, tò mò nhưng mà không khoái lắm, cảnh giới khác. Cũng như tương đương như vậy, cho nên Đức Phật ở trong kinh mới nói địa ngục thiết vi, nó có những cái địa ngục nhỏ. Mỗi người có một cái nghiệp nhỏ, biệt nghiệp, cho nên nó sẽ rớt vào cái địa ngục của chính họ tạo ra, gọi là biệt nghiệp, biệt ngục. Rồi trong những cái biệt ngục đó, những người cùng sống với nhau, cùng làm việc như nhau, cùng tạo nhân quả như nhau, thì sẽ cùng bị vào trong một cái địa ngục lớn gọi là địa ngục thiết vi. Địa ngục thiết vi, thí dụ nè, những người tu ở đây mà nếu tu không đàng hoàng rớt xuống địa ngục thiết vi ở chung với nhau, vì cùng tu. Nhưng mỗi người có cái công hạnh, người ngồi thiền một ngày 10 tiếng buông xả, một người ngồi thiền 12 tiếng nhưng mà tâm chất cứng nhắc, tôi 12 tiếng ngon hơn chị kia, cái ngã nó lớn. Ngã phát sinh dẫu là 12 tiếng đồng hồ ngồi thiền vẫn rớt như thường, chứ không phải 12 tiếng hồ mà ngon lành. Tôi ngồi 12 tiếng, chị ngồi có 10 tiếng, chị không có tư cách gì mà so đo với tôi được. Như vậy tức là tạo nên cái ngã, mà tạo nên cái ngã là ngục thiệt, ngục biệt nghiệp riêng của mình. Nhưng vì cùng tu chung với nhau sẽ đi vào trong một cái địa ngục gọi là ngục thiết vi. Tại sao đi vào địa ngục thiết vi? Tại vì vô minh, như lý tác ý, phi như lý tác ý đều là vô minh. Ý không còn sanh nữa thì pháp, pháp diệt. Ý còn sanh thì pháp còn sanh. Mà pháp còn sanh thì sanh tử là lẽ thường. Có ai dám bảo đảm rằng mình còn sống cho tới chiều nay? Và có ai dám bảo đảm rằng mình sau khi chết sẽ sinh ra làm người? Phật dạy trong kinh, kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con. Nó đảo lộn hết à? Vì luyến ái, kiếp này là vợ chồng, kiếp sau đảo lộn lên làm mẹ con. Kiếp này ông xã bế bà xã đi tắm, kiếp sau bà đẻ ra thằng nhỏ, bà cũng đem đứa nhỏ đi tắm. Trả lại nó nhân quả mà. Kiếp này mình thương bà, kiếp sau bà thương mình lại. Bà hun hoài à, đứa nhỏ đẻ ra hun hoài à. Kiếp này mình hun bà, kiếp sau bà hun mình. Nhưng mà mẹ mẹ con. Đây là cái trò chơi mà Phật nói là vô lượng kiếp chúng sinh vì vô minh điên đảo, cho nên không biết rằng xúc mà vô tâm và sinh ra ý thì sinh ra duyên và pháp thành tựu, tiếp tục sanh tử luân hồi. Chấp thủ rằng pháp là có thật, ta đây là có thật, vợ ta là có thật, nhà ta là có thật, quyền chức ta là có thật, tiền ta là có thật. Rồi khi chết không biết chết lúc nào, mà chết làm cái gì cũng không biết. Nhưng mà người ta không sợ, cho nên tiếp tục tái sinh trong cảnh giới đó. Tại sao tâm phản ứng lại tạo nên cảnh giới? Nó thuần thục. Thí dụ một cô con gái ở trong chợ cá, hằng ngày cái mũi nó đều tiếp xúc với mùi cá, hằng ngày nó đều cầm dao chặt đầu cá. Đối với nó hành động đó là bình thường, chặt đầu cá là bình thường, ai mua thì tôi chặt, rồi tôi lóc vẫy theo yêu cầu. Có những người á, đệ tử của sư, ở đây con thèm ăn quá nhưng mà sư bảo con không sát sanh, con ra con bảo tụi nó lựa con cá nào còn tươi còn sống á, chặt đầu giùm. Cái đó cũng như không, mày bảo suối nó chặt thì cũng như không. Không, vì tham ăn, ăn ngon, mà thay vì mua con cái miếng cá đã chết rồi thì nó không, nó phải cá còn đang dãy á, đem chặt đầu.
mà đứng đó nhìn mà không hiểu cái tâm nó tâm gì. Như vậy ấy, tức là nó tâm phản ứng nè, tâm phản ứng vào trong cảnh giới đó nó thuần thục. Cái đứa bán cá hằng ngày cái mũi nó phản ứng với mùi cá, mắt nó nhìn thấy cá, tay nó làm cái việc giết cá, thì nó sanh vào trong cảnh giới ác độc. Tái sanh vào, sống đã trong cảnh giới ác rồi thì chết nó phải sanh vào cảnh giới ác. Cảnh giới ác là gì? Sanh làm con cá để cho người ta chặt lại. Vậy thôi. Tại sao vậy? Tại sao khi giết cá mà nó lại sanh làm con cá? Phải hiểu cái điều này để khi chúng ta ngồi thiền, cái gì nó sanh lên, sanh khởi chúng ta phải biết. Còn có chúng ta sẽ lẫn lộn. Không phải vì giết cá hằng ngày mà nó sanh vào trong cảnh giới cá đâu, mà tại vì mắt nó nhìn, mắt nó nhìn, mắt nó nhìn, mũi nó ngửi, tất cả những cái đó đều tạo nên những sự rung động, tác động vào biến cái tâm phản ứng này thành tâm ghi nhận. Khi nó muốn chặt con cá thì nó làm sao? Nó đâu có thể nào nhìn chỗ khác mà nó chặt, này lỡ chặt vào tay thì sao? Nó phải chú ý vào con cá, mà nó thấy rất rõ con cá đang giãy, mà nó thấy rất rõ là cái dao của nó chặt xuống đứt đầu con cá, và nó thấy rất rõ là cái tay nó đang cạo vẫy con cá. Và cái tâm gì nó đang làm? Tâm hoan hỷ. Tại sao hoan hỷ? Tại vì có tiền trả, người ta trả tiền đó, nó hoan hỷ, cho nên nó làm một cách thuần thục. Mũi nó ngửi mùi quen rồi, khi chết cái mùi đó, con mắt đó, những cái ghi nhận đó, những cái ghi nhận đó, nó huân tu. Vì nó chú tâm làm, nó huân tu, cho nên nó lưu chuyển cái tâm đó, tâm chứa. Và hễ nó lưu chuyển thì lập tức là pháp sanh, nó tiếp tục tái sanh trở lại. Cho nên không phải vì nó giết con cá mà nó thành con, đầu thai làm con cá đâu. Không phải con cá nó oán nó mà nó thành con cá để cho người ta giết trong kiếp sau. Không phải vậy, đừng hiểu lầm. Có thể như vậy, nhưng mà không hẳn là như vậy, không? Cái có thể thôi, cái possible thôi. Possible nó khác hơn với probable hay là certainly, hai cái đó khác nhau. Nhưng vì hàng ngày nó đều mắt nhìn là nó có phản ứng nè, mắt nhìn tai nghe, rồi nó chú tâm làm cái việc đó, cho nên nó ghi nhận. Và những cái ghi nhận đó được huân tu trở thành nghiệp, và nó lưu chuyển ở trong cái não. Những khi chết, hàng triệu cái hình ảnh mà con cá chết đó, nó trong não, thì nó nhớ cái gì? Nó không nhớ cái gì hết. Nó chỉ nhớ có mỗi con cá chết, nó không nhớ được cái gì hết. Và tới cái giờ lúc nó chết, lập tức cái thần thức của nó đón nhận cái hình ảnh con cá chết bị chặt đầu, bị cào vẫy, lập tức nó bùng lên cái dẫn cái cô gái này đầu thai làm con cá. Vì nó chỉ thấy cá thôi. Tại sao? Căn cứ nơi nào? Khoa học chứng minh cái gì ghi nhận, đây nè, vật thể và năng lượng, cái gì ghi nhận sẽ được chuyển hóa. Đức Phật trong kinh Ngài nói rất rõ, vào thời Đức Phật, Bà La Môn tới hỏi Đức Phật, vào thời đó có cái đạo thờ bò, tu như bò và tu như chó. Tu như bò, tu như chó. Tu như bò là sao? Ở chuồng, rồi bò bốn chân. Để làm chi? Để chế ngự dục lạc, những cái tham muốn của thân, thấy nó dơ giấy, không còn muốn nữa. Và tu như vậy, đó là đạo thứ nhất. Đạo thứ nhì như chó, tu cũng giống như chó, ăn uống, sinh hoạt giống như chó, tức là chế ngự những cảm xúc bình thường. Mà một trong những cái cảm xúc rất là quan trọng của nam nữ là cảm xúc ái dục về tình dục. Con trai con gái nhìn thấy nhau là nó ưa thích rồi. Ưa thích cái gì? Tình dục. Vợ chồng nó lấy nhau thì gì? Tình dục. Bây giờ nếu không có tình dục, có lấy nhau không? Thấy chưa? Kể cả hai người nam lấy nhau cũng là thỏa mãn tình dục, thỏa mãn cơ thể, cái cảm giác dục lạc nơi cơ thể. Hai người nữ lấy nhau đồng tính luyến ái cũng là cảm giác dục lạc, là tình dục hết. Chính vì cái đấy cho nên nó huân tu và nó tái sanh. Thế thì cái
Đức Thế Tôn nói cho Bà La Môn biết, tu theo kiểu chó, tu theo kiểu bò, nếu chứng thì thành bò, thành chó, nếu không chứng thì rớt xuống địa ngục, vì đó là tà kiến. Tại sao nó thành bò? Tại vì hằng ngày nó hành xử như bò, suy nghĩ như bò, đi đứng như bò, thì cái đó nó nhiễm vào trong cái thức, và cuối cùng khi chết là nó đi theo con đường đó thôi. Cái cô bán cá, cô giết cá nhiều, không phải cá nó oán, rồi kiếp sau cô phải trả quả để cô thành cá. Mà tại vì hằng ngày cô đều thấy con cá nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, để rồi á nó vô trong cái thức, nó luân chuyển, và khi chết cô chỉ thấy cá thôi. Mãi thấy cá thì sao? Phải đầu thai thành cá thôi. Cái thức á làm mồi cho tái sinh. Hằng ngày quý vị tu, quý vị đều thấy Phật không à? Không thấy gì hết, thì khi chết phải đi theo Phật. Rất đơn giản. Hằng ngày còn vợ còn chồng thì tiếp tục tái sinh. Thế thì cảnh giới nó đưa ra hiện tướng, tức là có nhà, có cửa, có vợ, có chồng. Hiện tướng này thì sư hôm trước đã nói rồi, là danh chế định. Chúng ta đặt tên rồi chúng ta ưa thích. Đây là cha, đây là vợ, đây là con. Đặt tên đó rồi ưa thích. Con nó cũng có hai loại. Một loại nó là chủ nợ, sinh ra để nó đòi nợ mình. Mà một loại nó là con nợ, sinh ra để nó trả nợ mình. Cho nên đó, đứa nào nó phụng dưỡng mình, đừng nghĩ là nó tốt. À, nhân quả trong đấy hết. Đừng có nói tôi sinh ra đứa con nó có hiếu, rồi đứa con kia không có hiếu thì ghét. Đứa con không có hiếu nó phá nhà phá cửa là chủ nợ. Tiền kiếp mình thiếu nợ nó, giờ nó phá thôi. Mà nếu mình khởi tâm thương ghét là mình lạc vào trong cái chỗ này nè. Tâm phản ứng rồi tâm ghi nhận, chú tâm huân tu, kiếp sau gặp lại nó nữa. Vợ chồng sống với nhau ưa thích. Bởi vậy trong Kinh Tăng Chi Đức Thế Tôn mới nói, từ xưa, từ vô thủy cho tới nay, ta không thấy có một cái pháp nào có thể xâm chiếm, ngự trị, quản lý, điều khiển cái tâm người đàn ông bằng cái sắc người đàn bà. Và cũng như thế, ta không thấy có một cái pháp nào có thể xâm chiếm, ngự trị, điều khiển cái tâm người đàn bà bằng cái sắc người đàn ông. Sắc là cái này nè, là tứ đại. Nhưng mà chúng ta nhận lầm, qua sự cảm xúc dục lạc chỉ thấy cái đó thôi. Nếu bây giờ không có cái đó, có còn lấy nhau không? Không. Nói trắng ra luôn cho quý vị hiểu. Mà cái đó đưa tới cái gì? Ảo giác về cảm giác dục lạc, do sự phản ứng theo bản năng, rồi chú tâm nhìn nó, ưa thích nó, rồi huân tu, tức là hằng ngày đều có sinh hoạt vợ chồng, cho nên cái cảm giác dục lạc càng tăng. Và rồi lưu chuyển lại, nó chứa đựng lưu chuyển lại thông qua năm căn, cho nên nó càng ưa thích, nó càng xúc. Mà xúc vô tâm, tại vì nó tạo nghiệp. Cho nên dẫu là có như lý tác ý hay phi không như lý tác ý, thì pháp vẫn vận hành, vẫn sanh. Rồi bây giờ nói đời sống tu sĩ không có cảm giác dục lạc của thể chất nữa, nhưng mà ngồi thiền nó cũng là phản ứng nè. Mắt nhìn thấy Phật, ngồi ghế bồ đoàn, tâm cảm thấy an lạc trong cái cảnh, trong cảnh giới nè. Rồi có những cái hiện tướng, mọi người đều ngồi nghiêm trang, chuông gõ nghiêm trang, sắc thinh hương vị xúc pháp chứ có gì khác cái gì. Sắc thinh hương vị xúc pháp, nhưng mà mê mẩn trong này, cho nên khởi lên tham ái. Tôi ưa thích ngồi thiền, tôi ưa thích nhìn Phật, thì cũng là tham ái. Tại vì cái đó chỉ là sắc thinh hương vị xúc pháp. Có thật không? Ông Phật ngồi trên này hay ông Phật ở đâu? Ông Phật trong tâm từng quý vị. Khi quý vị nghĩ việc thiện là Phật ngự. Khi quý vị nghĩ việc bất thiện, ma nó đến. Nghĩ tới cảm giác dục lạc lập tức là con của ma. Nghĩ sợ cái sự sanh tử là con Phật. Nhàm chán sự sanh tử là con Phật. Cho tới khi nào quý vị nhàm chán sự sanh tử? Bây giờ chưa đâu. Ngồi còn thấy khoan khoái. Lựa chỗ nào ngồi, ngồi cách nào, đau chút xíu là khó chịu,
Như vậy còn còn ngã, còn thấy ta đang khó chịu, tức là tâm phản ứng nè. Mà tâm phản ứng này nó tương ứng với cảnh giới và hiện tướng. Hiện tướng là gì? Ăn ngon, ngồi chỗ ngon thì là cái gì? Cảnh giới của súc sanh. Ăn muốn ăn nhiều, ăn muốn ăn ngon, ngồi muốn ngồi mát, ngủ muốn ngủ nhiều là cảnh giới của súc sanh, và hiện tướng ra chỉ là súc sanh. Thấy thân thể có tay có chân nhưng mà cái tâm và thân đều là súc sanh. Thế thì sống trong cảnh giới súc sanh, lại hiện tướng súc sanh và tham ái những cái lặp đi lặp lại của cái súc sanh đó, thì giống như hồi nãy sư nói đó, Phật dạy tu theo kiểu chó thành chó. Tu theo kiểu này thì chắc chắn đi theo nghiệp, tức là tiếp tục tái sanh. Còn tái sanh là cái gì thì tùy theo cái tuệ giác có nhiều hay ít. Tuệ giác mà không có thì thành súc sanh. Ăn cơm đà na tín thí, một hột gạo lớn hơn cái núi Tu Di. Đức Phật nói nếu không tu được đàng hoàng, kiếp sau mang lông đội sừng để trả. Cho nên cái bài kinh mà khi quý vị ăn cơm á, con ghi nhận miếng cơm này là thuốc để giúp cho con trừ cái bệnh khổ của cái thân. Con không đắm chìm vào đó, con chỉ ăn để nuôi sống cái thân, và con cảm thấy hổ thẹn nếu con chưa tu tập tới nơi tới chốn, vẫn còn tham sân si phiền não. Con cảm thấy hổ thẹn. Bài kinh đó có mục đích như vậy thôi, để cho chúng ta nhắc, để chi? Để tạo cảnh giới mới nơi tâm. Và hiện tướng ăn biết ăn, nhai biết nhai, tức là chú tâm. Mà chú tâm này thì nó sinh ra cái gì? Chú tâm này ở trong cảnh giới và hiện tướng thì tức là nó sinh ra là người. Người thì ăn suy tư, không vội vàng, không hấp tấp, biết trên biết dưới, thấy người già nhường đồ ngon, lấy đồ dở. Còn súc sanh á, đồ ngon nó sơi trước, nó không cần biết cha con mẹ con gì hết á, nó sơi trước. Không. Nhưng mà đã là người, chúng ta có tri giác nhận biết, ở đây người già, chúng ta gắp cái phần ngon nhường cho người đó. Mà tâm phải hoan hỷ, chứ không phải nói Phật dạy hay là ông sư cũng dạy là con ráng con nhường, nhưng mà con thích cái món này quá mà con vẫn phải nhường. Cái tâm nó cũng là không đúng. Thế thì tâm chú tâm vào đấy, nghĩa là tâm ghi nhận, thì ở trong cảnh giới và hiện tướng nó tương đương. Còn tâm suy tư, tức là có huân tu, ăn biết đó là thuốc, và biết đó là cho sự sinh tồn, cho nên ăn một chút xíu thôi, không cần phải nhiều. Và cũng không có tham đắm vào sắc thinh hương vị xúc pháp. Khi tâm tham sanh biết rõ, khi tâm sân sanh biết rõ trong cái miếng ăn, thì đó là huân tu. Mà người có huân tu như vậy thì cảnh giới và hiện tướng nó tương đương. Cảnh giới là gì? Cảnh giới của người tu. Cảnh giới của người tu mà tu miên mật như vậy, kiếp sau có sanh ra thì cũng là chư thiên hoặc là loài người, nó không có là súc sanh nữa. Tại vì nó cẩn thận trong vấn đề ăn uống, tức là chánh niệm. Mà có chánh niệm rồi thì không cách gì nó rớt vào bốn đường ác đạo. Nó chỉ có thể là người, người có tướng mạo tốt, ăn uống khoan thai, và kiếp sau tiếp tục làm ông thầy tu để tu nữa. Nhưng tất cả những cái này, từ tâm phản ứng, tâm ghi nhận, tâm suy tư, nó đều rớt vào trong cái tâm chứa, gọi là a la gia thức, hay là tàng thức, hay là tiềm thức. Muốn gọi cái gì đó thì gọi, nhưng mà nó là cái kho chứa ở trong não. Và kho chứa này, từng sát na đều chứa. Đức Phật đã dạy trong một sát na, chúng ta chấp nhận những sự rung động 176.460 tỷ cái sự rung động mà chúng ta vô thức chúng ta không biết, tức là vô tâm này, nó tạo cho chúng ta một cái thói quen nói như thế, đi như thế, ăn như thế, không như thế thì không vừa ý. Như thế là gì? Tức là như lý, mà không như thế là phi như lý thôi. Ăn phải ăn từ tốn thì gọi là như lý. Tại vì các thiện pháp đều sanh. Ăn cẩn thận, nhưng mà xin lỗi quý vị, ăn cẩn thận hay không ăn cẩn thận thì cũng là tác ý. Mà hãy có tác ý là có duyên là pháp sanh. Tu có giỏi thì cũng là
sinh ra làm ông sư, ông hòa thượng để rồi kiếp sau được ăn cho đàng hoàng. Thoát ra sinh tử thì không được. Tại sao? Tại vì không thấy được các pháp đều sinh diệt. Mà thấy được các pháp sinh diệt rồi thì ông mới nhàm chán cái pháp. Mà nếu ông nhàm chán cái pháp, ông tập như vậy ông quen rồi, thì chính cái nghiệp này nè, cái nghiệp gọi là nhàm chán các pháp, nhàm chán sự sinh diệt của các pháp, nó trở thành ra là vô duyên. Nó tự động, nó nhàm chán cái gì nó cũng nhàm chán, ăn cũng được, không ăn cũng được, mặc áo cũng được, mặc đẹp cũng được, mặc xấu cũng được, quỳ thiền cũng được, ngồi thiền cũng được, ai chửi cũng giống như ai khen, không hề rung động. Thì cái đó là nó tu tới cái mức vô duyên, tức là nó không lệ thuộc nơi cái duyên bên ngoài nữa. Mà nếu không có duyên bên ngoài thì pháp không sanh, vì nó không có tác ý, cho nên gọi là vô duyên. Tâm vẫn còn nha, chứ không phải nó vô tâm. Tâm vẫn còn, tại vì hễ còn mang cái thân này thì thọ tưởng hình thức vẫn còn, do não vẫn còn, cho nên tâm vẫn còn, nhưng mà nó không có tác ý nữa, cho nên nó vô duyên, cho nên pháp không sanh. Lúc đầu nó chưa làm được thì nó phải trợ duyên, cho nên nó phải cúng dường, nó phải ăn chay, nó phải niệm Phật, nó phải ngồi thiền để trợ duyên, tức là lấy cái duyên lành để trừ cái duyên bất thiện. Giống như hồi nãy sư nói, đóng cái cây chốt á, nó phải lấy cây chốt mới, nó đóng vô thì nó đẩy cây chốt cũ ra. Cái pháp thiện đi vào thì cái pháp bất thiện nó bị đẩy ra. Nhưng mà hễ có vào có ra thì nó vẫn còn ý, vẫn còn sinh tử. Cho tới lúc nào rút hết cây chốt ra, cột kèo đòn dông đều gãy đổ, thì Đức Phật nói ở trong cái lúc Ngài chứng đắc, Ngài nói: ta đã thấy mặt mũi của cái nhà, từ bao vô lượng kiếp tới nay ta đã trôi lăn trong ba cõi sáu đường, bây giờ ta đã thấy mặt mũi của cái nhà, ta đã thấy người xây nhà, và kể từ nay cái chốt đã bị rút, cột kèo đòn dông đều gãy đổ, nhà ngươi không thể nào xây nhà được nữa. Nhà đó chính là gì? Nhà chính là cái này nè, là cảnh giới, hiện tướng, tham ái tạo nên nghiệp. Nhà chính là nghiệp. Và khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta biết lúc nào nó cũng có bốn cái này, tức là bốn cái cảnh giới và hiện tướng, tức là cái mạng của chúng ta. Nếu chúng ta phản ứng theo bản năng mà không hiểu, chúng ta phản ứng theo bản năng là súc sanh, nóng quá phiền não không ngồi thiền nữa là phiền não, tức là phản ứng. Ăn miếng cơm thấy có cục sạn, dục nguyên chén cơm nó không thèm ăn nữa, tức là bản năng. Hành xử như súc sanh, huân tập như súc sanh, chết đi theo súc sanh. Nhưng mà cắn cục sạn không có phản ứng, vẫn nhặt cục sạn ra, nhẹ nhặt nó ra vứt đi, tâm không có dính mắc. Đau thì đau thiệt, cắn thì nó phải đau, tức là thân bị dao động, nhưng mà tâm không dính mắc, thì cái đó là bậc hữu học. Bằng sự nhận biết, chú tâm, quân tu, nhận biết thì nó chứa lại trong này, tức là từ từ. Mà hết từ từ, lâu ngày nó thuần thục rồi thì đó là niết bàn, tức là nó không có sinh ra các pháp sống động nữa, tâm nó tịch tịnh thì gọi là niết bàn, tức là từ từ nó lắng xuống. Cảnh giới là do đây. Thế thì bây giờ nếu chúng ta muốn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi thì tất cả đều là pháp, đừng chê một pháp nào. Tụng kinh cũng là một pháp, nếu từng chữ chúng ta đọc mà tâm chúng ta chuyển trong cái chữ đó, đó là pháp. Còn nếu chúng ta đọc mà đọc như con két, là bản năng, thì cảnh giới của nó là con két. Hội chúng tụng rất nhiều nhưng mà tụng như con két của chim. Chim hót thì kiếp sau thành chim, nhưng nếu tụng từng chữ mà thấm rồi cái tâm mình chuyển thì đó chính là tu, tức là để cho cái tâm nó chuyển gì, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ phàm thành thánh.
Trong 121 tâm của vi diệu pháp chỉ có một cái tâm quan trọng, đó là tâm chuyển tánh. Nhưng mà rất tiếc, trong cuộc đời này á, các cụ đều nói non sông thì dễ đổi, bản tánh thì khó dời. Cái tánh nó khó đổi lắm. Bảo nó tu đi nó không tu. Nó con ở nhà có vợ có chồng sướng quá, bây giờ sư bảo lên đây con không tu. Tức là nó chấp nhận trong cảnh giới và hiện tướng, để rồi nó tham ái trong cảnh giới đó, tạo nghiệp và tiếp tục tái sinh. Đơn giản vậy thôi. Thế thì tất cả đều quay quanh nó danh với sắc, nhưng mà nó cùng lại là chỉ có danh thôi. Sắc này không ăn thua gì đó, tại vì sắc là vật thể. Vật thể mà không có năng lượng thì nó không có vận động. Cục đá mà không có năng lượng thì chỉ là cục đá. Nhưng nếu mài dũa nó thành ra bức tượng. Bây giờ cũng cục đá, mà nếu bây giờ có người điêu khắc làm thành bức tượng Phật thì quý vị sẽ lại bức tượng. Lại thì không có lỗi, nhưng mà lại không biết rằng đây là cục đá thì có lỗi lớn. Tại vì say đắm vào sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là tạo nên cảnh giới, sống trong cảnh giới và hiện tướng. Ở trong thiền viện có tôn tượng của Ngài lại Phật, nhưng biết rằng con đang lại Phật trong tâm. Con chuyển cái ác thành thiện, chuyển cái say mê thành xả bỏ, thì đó là lại Phật. Cúng dường Phật không phải là bông hoa, mà cúng dường cái tâm. Con giữ giới nghiêm trì, con cúng dường Phật. Hoa thì sẽ tàn, đời người cũng sẽ tàn. Luân chuyển trong ba cõi sáu đường cũng chỉ vì tham ái. Mà tại sao tham ái? Tại vì vô minh không huân tập, cho nên hành xử theo bản năng, và cuối cùng rớt vào trong cảnh giới của bản năng. Và cái hiện tướng của nó là tương đương. Ăn mà không biết mình ăn, không chú tâm vào cái ăn, mà chỉ thấy nó ngon rồi muốn ăn nhiều, khởi tâm ăn nhiều, nó rất là vi tế. Mà không biết thì lập tức là súc sanh. Ăn như súc sanh thì chết, đầu thai làm súc sanh. Dẫu có tu bao nhiêu kiếp đi chăng nữa cũng vậy thôi. Trong kinh Pháp Cú sư hồi nãy nhắc rồi đấy, đệ tử Đức Phật chỉ vì mê cái áo cà sa mà khi chết lập tức rớt thành con rật. Cái thần thức nó mạnh lắm. Cái lúc chết, cái gì sanh cái lúc chết, cái ý đó. Ông mê cái áo cà sa tức là ý, chứ còn gì nữa. Có duyên xúc nè, nhìn thấy áo cà sa không. Nhưng mà mặc dù có hữu tâm, tức là có tu luyện đấy, nhưng mà cái lực nào mạnh hơn? Cái lực tham ái cái áo cà sa nó mạnh hơn, là cái sanh tử. Cho nên chỉ thấy áo cà sa mà không thấy lẽ sanh tử. Cho nên xúc là nhìn thấy áo cà sa lập tức tác ý, ưa thích thì đó là ưa thích áo cà sa là gì? Là như lý tác ý chứ còn gì nữa. Pháp thiện mà. Nhưng mà vẫn rớt vào làm côn rận là pháp. Rõ chưa quý vị? Cho nên ngồi thiền phải biết mình đang ngồi thiền. Thở ra phải biết mình thở ra. Phật dạy rất rõ, khi thở vào con biết con thở vào, khi thở ra con biết con thở ra. Khi con thở vào phiền não phát sinh, con nhận biết phiền não đang phát sinh. Khi con thở ra con dẹp bỏ phiền não, rồi con mới thở ra. Thấy phiền não quăng nó đi, xả nó đi, rồi mới thở ra. Chứ không phải nói thôi khì cái không được. Nhận biết nó, xả nó, rồi mới thở ra. Khi con thở vào con thấy con đang sân, con biết con đang khó chịu vì cái tâm sân. Trước khi con thở ra đó là ưu bi khổ não, con xả được cái ưu bi khổ não rồi con mới thở ra. Tứ niệm xứ là như vậy. Quán thân trên thân, nhấc chân lên đều nhận biết rất rõ. Để chi? Để chú tâm vào cái thân. Chú tâm vào cái thân thì lập tức biết rằng các cái pháp này nó không còn tồn tại. Chú tâm vào cái thân để biết rằng sắc là tứ đại, không có thật, nóng lạnh, cứng mềm. Và danh là tâm thì nó đều có thọ tưởng hành thức, là trống rỗng. Và khi chú tâm thì mới biết nó, thì huân tu là không bao giờ quên. Có lúc nhớ, có lúc quên. Lúc tu lại Phật lên thì nhớ, vũ quẩn là không. Nhưng mà bước xuống phòng rồi á,
thấy ly cà phê ngon hay là cái trái cây, cái ly bơ người ta đưa cho, là tự nhiên là không thấy nó là không, mà thấy là ly ly sinh tố bơ là có. Mãi thấy ly sinh tố bơ là có thì xúc nè, mắt nhìn nè, mũi ngửi nè, tác ý liền muốn ăn. Muốn ăn là pháp, pháp nó sanh liền, thì tiếp tục tái sanh trở lại để ăn cái bơ đó. Bơ ngon quá, kiếp sau làm con sâu bơ. Vợ chồng cũng vậy, ôm ấp nhau hàng ngày, mắt nhìn, mũi ngửi. Nói xin lỗi quý vị, chứ quý vị ôm ấp vợ được bao lâu? Một tiếng đồng hồ rồi phải buông. Nhưng mà hàng ngày mắt đều nhìn nè, tức là cái mắt nó ôm bà xã 23 tiếng đồng hồ, cái mũi nó ôm bà xã 23 tiếng đồng hồ, cái tai nó ôm bà xã 23 tiếng đồng hồ. Và những cái đó dẫn quý vị tiếp tục sinh tử luân hồi, tại vì nó tác ý một cách thuần thục. Để rồi kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con. Nếu thích trò chơi này cứ tiếp tục chơi. Bởi vì Phật nói chỉ khi nào chúng ta tu được là chúng ta nhàm chán sinh tử. Nhàm chán sinh tử, hãy sanh ra thì phải chết. Có ai sanh ra không chết không? Chết. Nhưng mà chúng ta không sợ cái sanh. Sau khi chết sanh như thế nào chúng ta không có sợ. Nếu sanh làm chó làm mèo thì sao, làm con rắn thì sao? Phải thấy được cái nguy hiểm đó. Đó là chưa nói nếu sanh ra làm người thì sanh ra làm người sanh từ chỗ nào? Có phải chui ra từ nơi cơ phận dơ nhất của người nữ không? Tới chỗ đó dơ nhất mà mình cứ chui đầu ra hoài, hết kiếp này tới kiếp khác, chưa chán hả? Là tiếp tục nữa, cho tới khi nào nhờm chán nó, tức là nhờm chán sinh tử thì tu mới nổi. Phật nói rất rõ như vậy. Còn chưa nhờm chán sinh tử, còn thấy nhà là đẹp, thân là đẹp, vợ là tốt, tiền là quý, địa vị là ngon lành, tiền bạc là tốt, tất cả những thứ đó sẽ tiếp tục tái sinh. Và tùy theo nhân quả để rồi phải tái sinh làm cái con gì. Kiếp này giết cá nhiều, kiếp sau đầu thai làm con cá cho người ta giết. Không phải nó báo thù đâu, mà vì cái thần thức ở trong cái não nè, nó cứ nhớ tới cá, tới cá, tới cá, tới cá. Khi chết nó sẽ đầu thai làm con cá. Vì cái đó, vì cái năng lượng đó. Tu Phật, hiểu Phật,